Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Theo thống kê, toàn tỉnh đã xảy ra 101 vụ tai nạn, làm 81 người chết, 58 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2016, số vụ không tăng không giảm, tuy nhiên số người chết tăng 7 người, tăng hơn 9%. Thực tế này đòi hỏi các ngành, các cấp và chính quyền địa phương cần tập trung tăng cường các giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông. Là địa bàn vùng sâu vùng xa, huyện Đà Tẻ đã và đang tập trung cho công tác này như thế nào? Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Là địa bàn nằm trên tuyến tỉnh lộ 721 với chiều dài trên 7 km, tuy nhiên từ đầu năm đến nay, xã Đà Lây, huyện Đà Tẻ chưa để xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào. Có được kết quả này chính là nhờ sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị ở cơ sở, từ ban công tác mặt trận, hội phụ nữ và hơn hết là vai trò tuyên truyền của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm nâng cao ý thức khi tham gia giao thông trong các tầng lớp nhân dân. Chúng tôi là phối hợp với là các ban ngành đoàn thể của xã tăng cường về các thôn để tuyên truyền về cái tai nạn giao thông, từ đó giúp cho người dân tôi nhận thức được những cái hậu quả thảm khốc của tai nạn giao thông, để người ta khi tham gia giao thông người ta thực hiện đúng các cái quy định pháp luật. Cái việc thứ hai là chúng tôi tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông của lực lượng công an xã hàng tháng, hàng tuần thì lực lượng công an xã phải xây dựng kế hoạch tuần tra khắp các địa bàn của xã. Đây cũng là một biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm luật an toàn giao thông trên địa bàn xã. Việc thứ ba là chúng tôi là chỉ đạo tăng cường về việc là duy tu sửa chữa các tuyến đường hư hỏng ở trong thôn để ngăn ngừa cái tai nạn giao thông, nhất là đối với các tuyến đường trục liên thôn và đường thôn xóm. Cùng với sự vào cuộc của chính quyền các cấp, lực lượng chức năng, Công an huyện Đà Tẻ đã tăng cường công tác tuần tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, nhất là các phương tiện có trọng tải lớn, vi phạm về tốc độ quy định khi tham gia giao thông. Thông qua công tác này đã giảm thiểu được số vụ tai nạn tại địa phương. Ngoài ra, để hạn chế tai nạn giao thông do uống rượu bia, huyện Đà Tẻ đã xây dựng nhiều phương án, tập trung phòng chống đua xe trái phép, ngăn chặn kịp thời tình trạng tụ tập, lạng lách, gây mất an toàn giao thông, trật tự công cộng. Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng triển khai lắp đặt các hệ thống biển báo, đèn đỏ, phân làn trên tuyến tỉnh lộ 721 sau khi việc nâng cấp sửa chữa được hoàn thành nhằm đảm bảo an toàn giao thông ở địa phương. Thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm từ đầu năm, thì đội cảnh sát giao thông huyện Đà Tẻ đã có những cái kế hoạch và những cái chuyên đề xử lý, tuần tra xử lý cái phương tiện ở các tuyến đường liên thôn, liên xã mà có nguy cơ xảy ra tai nạn, đó là những cái phương tiện hai bánh độ chế để chở lâm sản, rồi các xe lôi kéo phục vụ nông sản của người dân, cũng đã cho các địa phương lập danh sách và ký cam kết để không vi phạm, đồng thời là tổ chức tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm để có đồng bào dân tộc thiểu số và những cái thanh niên thường xuyên có cái biểu hiện vi phạm giao thông, từ đó là cái chuyển biến dẫn đến là cái tư tưởng của những người tham gia giao thông đã có những chuyển đổi và tình hình trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái là đã được kiềm chế và giảm cả ba mặt. Cam kết mà chở quá tải quá khổ thì anh em chúng tôi thực hiện rất là nghiêm, xe không cơi nới, chở bằng thùng và đảm bảo là không chạy quá tốc độ, không để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo thống kê của công an huyện, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Đà Tẻ xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết. So với năm 2016, số vụ tai nạn giảm 2, số người chết không tăng, số người bị thương giảm 2 vụ. Có được kết quả này, ngoài tăng cường công tác tuyên truyền, thì yếu tố đẩy mạnh công tác tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông cũng đã được quan tâm. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, chịu cùng với ban an toàn giao thông các xã thị trấn là tăng cường tiếp tục cái công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân để nâng cao ý thức cái tham gia giao thông. Đặc biệt là vào mùa mưa, cái ý thức tham gia giao thông cũng như cái việc tham gia giao thông thể có những cái cản trở cho đó để nâng cao cái ý thức. Cái thứ hai nữa là cái tuyên truyền trong quần chúng nhân dân về cái việc mùa mưa, do đó là cái quá sông đò suối thì để giảm thiểu cái tai nạn về cái đuối nước trong mùa mưa, đặc biệt là trong cái học sinh và ở các cái địa phương còn dịp nghỉ hè, là tăng cường cái lực lượng để phối hợp với công an các xã là tuần tra ở các cái địa bàn liên thôn, liên xã và các cái tuyến đường đi qua huyện để là làm giảm thiểu các cái tai nạn. Có thể thấy rằng ngoài nỗ lực của ngành chức năng thì để đảm bảo tốt an toàn giao thông, hạn chế số vụ tai nạn,
số người chết ở huyện Nà Tẻ nói riêng và các địa phương trong tỉnh nói chung, thì vấn đề quan trọng hơn hết chính là ý thức của người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, công tác này cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành các cấp cũng như chính quyền các địa phương.